Nhỏ. Nó đi từ đang đi mà lặn xuống xong rồi bay bổng lên trên, coi như một cảm giác rất là tuyệt vời dành cho những người thích cảm giác mạnh, cảm giác rất là mạnh, rất là mới lạ. Mình đầu tiên là mình thấy ở Việt Nam mình.